Việc học sinh tạm nghỉ 2 tuần sau Tết do dịch Covid-19 và có thể sẽ kéo dài hơn khiến các bậc phụ huynh băn khoăn sẽ ảnh hưởng đến thời gian kết thúc năm học 2020-2021. Trước những lo lắng đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nếu dịch Covid-19 phức tạp, học sinh nghỉ dài ngày thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tính toán phương án lùi thời gian kết thúc năm học, điều chỉnh lịch thi trung học phổ thông, tuyển sinh lớp 10. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có công văn cho phép các sở giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để ứng phó với dịch COVID-19. Bộ cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo từng trường nắm bắt tình hình học sinh sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, nhất là học sinh vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Với việc học sinh tạm nghỉ 2 tuần sau Tết do dịch COVID-19 không làm ảnh hưởng đến kế hoạch nhiệm vụ chung của năm học bởi các cơ sở giáo dục đều có 2 tuần dự phòng. Còn 8 tuần nữa mới đến thời gian kiểm tra đánh giá định kỳ của học sinh. Nếu các em có thể đến trường trước thời gian này thì kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học vẫn được giữ nguyên. Nếu tình hình dịch bệnh phức tạp, học sinh các cấp vẫn chưa thể trở lại trường học thì bộ sẽ điều chỉnh lùi thời gian kết thúc năm học, lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đầu cấp ở các địa phương cũng sẽ phải điều chỉnh.